Lời đầu trong xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho đua trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11, em xin lại giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Đà Lông với brand của nó là DCD 755E. Dòng này thì mang rất là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 2008, nó sở hữu xe ngang của nó là 43,4 cm, chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu của nó là 28 cm. Nó nặng khoảng 4,5 kg. Mặt phay nhôm màu màu bạc các bạn, màu bạc hay là màu trắng cũng vậy, rất là dày. À, thiết kế cửa đĩa ở giữa nhìn rất là cân đối và đẹp mắt. Bác nào có những có chữ âm đi 6 màu và đặt lên nên là rất phù hợp và thích những chất âm 24 bit và nó ấm áp dày dặn đấy. À, mắt đọc của chiếc này thì dùng mắt đọc của Sanyo, rất dễ thay thế và không ghén đĩa đấy. Giá thay thế chỉ hết 250.000 thôi. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Và chiếc đầu này nó có chức năng chỉnh nhạc nhanh chậm theo đuổi nhạc tùy theo ý các bác của bác. Đấy. Về phần ngoại hình đây, tem là tem nổi nhé, dòng này dòng tem nổi, màu trắng, mặt mũi khá đẹp. Phần cạnh trên trên nó rất là đẹp, đấm lưng cũng vậy, đấm lưng chỉ có một cái vết xước nhỏ nhỏ đấy thôi đấy, còn lại rất là đẹp. Sản xuất năm 2008 đây, model của nó DCD 755E, điện 100V, công suất 12W, sơ đi máy của nó là 80401512256, được sản xuất tại Trung Quốc, xuất ra thị trường Nhật. Được sản xuất tại Trung Quốc thì mà xuất thị trường Nhật nên chất lượng của nó rất là tốt các bé, và nó không khác gì con sản xuất tại Nhật. À, em đã so sánh rồi. Đấy. Và chiếc này có một đường alloc ra, chân đường mạ vàng, một đường cổng cô son ra. Và đây là phần nội thất bên trong. Là nội thất bên trong của chiếc này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, vẫn đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy. Tụ của Ella, tụ cao cấp rồi. Đấy. 2200 mi của tụ và 50V. Toàn bộ tụ của Ella hết. Cái bộ cơ con này rất kỹ càng, nó có thêm một cái tấm miếng cái thép chụp cái trên này nữa. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như chức năng hoạt động của chiếc đồ này để các bạn được thưởng thức. Thì chiếc đồ này về thì cái đồng hồ quát này nó hơi tối các bạn này. Bản thân thì cái ngọc quát này là ánh ánh tím rồi, nhưng cái này nó luôn này về nó hơi tối một chút. Đấy, và giá thì hôm nay em bán con này với giá là chỉ có 2,5 triệu đồng thôi. Em bao phí ship toàn quốc, cho bác nào chuyển đủ tiền cho em, bác nào đặt cọc thì tự thanh toán tiền ship. Đầu thì đọc tốt, cái lòng xanh, đĩa lòng trắng và đĩa lòng vàng. Em test một cái CD sao chép, sắp xếp full follow để bác được thưởng thức. Chặn là đĩa ngay. Thank you.
tốt ạ. Em xin phép được dừng video cắt ở đây. Thì trước đầu này, cái đồng hồ quát này nó hơi thối một chút, em bán với giá là 2,5 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền cho em, bạn nào đặt cọc thì tự thân hiện ship. Trong quá trình nhận hàng test kiểm tra, các bác sản phẩm đấy bị lỗi, các bác thông báo cho em, đóng gói cẩn thận, gửi để giữ nguyên tem niêm phong, gửi để em sẽ hoàn tiền 100% cho các bác không mất đồng phí nào cả, hoặc các bác đổi sản phẩm khác. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành vì nó là đồ vãi, nhưng bên em sẽ hỗ trợ các bác sửa chữa nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Đấy, tiền phí sửa chữa thì các bác phải thanh toán. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.